nằm ghế ô tô ngủ nhá, thì rất nhiều anh em trải qua rồi, nhưng mà đây là thường là cái tư thế anh em mình hay nằm, đúng không ạ? Như này thì nó không thoải mái lắm, bởi vì người nó chưa nằm thẳng. Không ai chỉ anh em cái này hay cực. Đấy. Đấy, đầu tiên là anh em tháo này ra nhá. Giữ lên nó. Kéo này, ghế này kịch lên đây. Rồi, và bây giờ thì chỉ việc ngả hết cỡ cái ghế này ra. Chưa xong. Cái này mới hay. Anh em mình chỉ được cắm vào đây. Mình sẽ có một cái giường nằm cực kỳ thoải mái và dễ chịu luôn. Đấy. Một mẹo nhỏ cho anh em nào hay phải dừng xe nghỉ ngơi nhá, đặc biệt là các bác lái xe taxi. Mẹo này có thể áp dụng được với hầu hết tất cả các xe trên thị trường nhá, bởi vì đây là thiết kế tiêu chuẩn rồi, trừ xe Toyota Wigo. Lý do tại sao anh em cần nào có Wigo thì comment thử để cho anh em biết nhá. Ok, Nguyễn Nghĩa, Beautiful Car, giá ô tô mua Aero.